Trong nội dung bài học này, các bạn sẽ học về những cái tiêu chuẩn cho một phần mềm tí hon nhưng có giá trị triệu đô. Bạn cần những lưu ý sau trước khi bắt tay vào một phần mềm. Thứ nhất là tính chi tiết, là bạn phải liệt kê được những tính năng phục vụ cho công việc kinh doanh của mình. Thứ hai, đơn giản là phần mềm phải loại bỏ đi những chức năng không cần thiết hoặc là quá phức tạp với khả năng của người dùng. Thứ ba, bố cục đơn sách, màu sắc tối giản, tránh hiện tượng mỏi mắt khi dùng trong một thời gian dài. Thứ tư, tùy chỉnh. Người dùng có thể dễ dàng tự tay thay đổi nội dung, bố trí hoặc thiết kế giao diện tùy thích. Thứ năm, tiết kiệm. Bạn chỉ cần đầu tư kiến thức là có thể tạo ra cho mình một phần mềm phù hợp, không phải phát sinh thêm những chi phí gia hạn, bảo trì, nâng cấp và thuê hosting. Số 6, tính tương thích. Phù hợp với đa số ngành bán lẻ trực tuyến có quy mô vừa và nhỏ. Số 7, độc lập. Tạo phần mềm bằng Excel, người dùng gần như có thể làm chủ được công nghệ mà không phụ thuộc vào bên thứ ba.